À, chào cả nhà. Thì hiện giờ á thì có rất là nhiều khách đặt hàng của hũ dừa sấy từ ở bên shop. Thì đa số nhiều khách á là thường đặt hàng xong rồi mình đem vận chuyển hàng đi nước ngoài, thì có nhiều khách hỏi shop là có đóng cái túi của hũ dừa sấy 500 gram để cho thuận tiện vận chuyển đi nước ngoài hay không. Thì hôm nay trong cái video này, shop sẽ quay cho cả nhà mình xem là cái túi của hũ dừa gói 500 gram của shop như thế nào ha. Thì đây là cái hàng shop vừa mới lên hôm nay nè. Như cả nhà mình thấy trên tay của shop đang cầm là một cái túi của hũ dừa sấy 500 gram. Thì đối với cái túi của hũ dừa sấy 500 gram này nè cả nhà, thì đây là mình đóng cho cái size lớn nè cả nhà. Nó thì rất là dễ vận chuyển đi nước ngoài luôn. Thì hiện giờ á shop đang bán hai cái size mà nhiều nhất là cái size củ hũ dừa gói 500 gram như vậy, và cái củ hũ dừa túi 50 gram. Thì cả nhà mình thấy đây là một cái túi 50 gram, để shop sẽ cầm lên để cho cả nhà mình thấy cái sự khác nhau giữa hai cái túi của hũ dừa ha. Thì đây là cái củ hũ dừa túi 50 gram nè cả nhà. Nó thì ở trong này là có cái gói hút chân không luôn nha cả nhà. Đó, thì một cái túi của hũ dừa 500 gram như vậy là sẽ có tương đương với 10 cái túi của hũ dừa gói 50 gram như vậy cả nhà. Đây nè cả nhà mình thấy là shop đang để ra 10 cái túi của hũ dừa 50 gram đây, nó sẽ tương đương với một cái gói của hũ dừa 500 gram lớn như vậy cả nhà. Thì hiện giờ đó thì shop ngoài ra shop cũng có đóng hàng xá cho khách nào mà mua sỉ theo yêu cầu luôn ha. Thì shop có thể đóng hàng xá theo 1 kg nè, 3 kg, 5 kg và 10 kg luôn. Nó thì các khách sỉ đặt thì cứ nhắn với shop cái kích thước cần đóng ha. Còn nếu mà khách nào mua đi nước ngoài thì đây đây là cái túi 500 gram mà hiện giờ shop đang giao rất là nhiều luôn cả nhà. Thì ở trong này có túi hút chân không luôn nha. Rồi, shop rất là mong nhận được những cái đơn hàng của hũ dừa sấy của cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà.